Một quán mì trộn có tới 9 loại topping mà dân nghiền mì không nên bỏ qua. Hello mọi người, tụi mình là gì ở Mỹ Tho nè. Bún nước mì trộn Cô Tuyền mới khai trương gần đây nằm trên đường Tết Mậu Thân. Menu từ 35.000 cho đến 60.000 một phần. Ở đây mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Từ thứ ba đến chủ nhật, thứ hai nghỉ nha mọi người. Đặc biệt khi đến đây mọi người nhất định phải gọi trà tắc, chỉ có 10.000 một ly mà nó đậm đà. Hồng trà thơm xỉu luôn, không có bị chát hay đắng. Vẫn có mùi tắc nhưng hơi nhẹ một xíu, thiên về vị ngọt nhiều hơn. Hoặc là mọi người có thể giống tôi lấy trái tắc nặng vô ly trà cho những bạn nào thích uống chua. Một phần bún nước thập cẩm như hình có giá 60.000, sẽ có bún, trứng, thịt bò, tôm, mực, bò viên, chả cá và xương ống. Sợi bún ở đây nó giống như là sợi bún bò. Tô này có nhiều hẹ cho nên cái mùi hẹ nó sẽ lấn át đi mùi nước dùng. Không biết có phải do nhiều topping quá hay không mà nước dùng nó chưa có đậm đà. Độ đậm đà ở đây là tôi so với nước dùng của mì trộn và một chén xí quách thêm. Mì trộn thập cẩm ở đây cũng có giá 60.000. Và mì trộn sẽ có thêm một loại topping mà bún nước không có, đó là xá xíu. Còn cả thìa luộc này mà tôi kể vô chắc mấy bạn la tôi quá. Sợi mì được áo đều lớp sốt và phải nói là quán này không có tiếc nước sốt hay gì mà trộn rất là đậm đà luôn. Mấy bạn mà có người yêu kỳ này khỏi lo đang ăn mà phải lột tôm rồi, bởi vì tôm ở đây người ta đã lột sẵn. Mực cũng mềm, chả cá cũng mềm, bò viên cũng mềm và thịt bò được tái vừa tới. Bạn nào thích ăn trứng lòng đào chả nhiều hay là trứng chín thì nhớ dặn quán làm cho mình cho kỹ nha. Nước dùng ở cái phần mì trộn này nó sẽ đậm hơn nước dùng ở phần bún nước một xíu, nhưng mà đậm đà nhất vẫn là nước dùng bên trong chén xí quách. Chén này của tụi mình là xí quách gà. Cái phần nước chấm ở đây mọi người có thể trộn với mì hoặc là chấm riêng cũng được. Trời ơi, nhìn nó dẻo quẹo ngon ghê luôn. Phần nước chấm này pha khá là đậm cho nên nó hơi mặn một xíu, mọi người có thể nặn tắc vô cho nó chua chua để cân bằng lại vị. Quán này nằm ở số 57 đường Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, ngay góc ngã tư giao giữa đường Lý Thường Kiệt và Tết Mậu Thân. Hôm tụi mình đi ngay khai trương còn được tặng hai cái móc khóa nữa nè. Các bạn có thể chạy từ đường Lý Thường Kiệt rẽ vào Tết Mậu Thân bên mé mắt kính Điện Biên Phủ, tầm một căn là tới quán rồi.